Grant Cardone làm nghề này chỉ vì thất nghiệp sau khi ra trường, từng ghét nó tới 8 năm và tự nhận mình có tố chất bán hàng rất là kém cỏi. Làm giàu từ kinh doanh, xin chào các bạn. Hôm nay, Làm giàu từ kinh doanh xin chia sẻ đến các bạn câu chuyện thành công và bài học kinh doanh từ người đàn ông được mệnh danh là phù thủy bán hàng, Grant Cardone. Grant Cardone là triệu phú tự thân nổi tiếng của Mỹ. Với 3 công ty trị giá hàng triệu đô la, ông đã viết rất nhiều cuốn sách nằm trong top bán chạy của New York Times. Cardone cũng là người dẫn chương trình radio Cardone Jones, được coi là chuyên gia bán hàng hàng đầu và chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp hàng đầu. Ông đã chia sẻ quá trình rèn luyện kỹ năng bán hàng của mình trên Entrepreneur. Tôi chọn làm nhân viên kinh doanh vì bắt buộc, chứ không phải là muốn như thế. Mọi người nói, anh đúng là sinh ra để làm nghề này. Nhưng họ sai rồi. Tôi là người có tố chất bán hàng kém cỏi nhất mà họ từng gặp đấy. Và tôi ghét nghề này trong 8 năm đầu làm nó. Ở tuổi 17, việc bán hàng đầu tiên của tôi là trong một cửa hàng quần áo. Tôi ghét nó vì phải nói chuyện với người lạ. Câu nói, tôi có thể giúp gì cho anh chị, làm tôi cảm thấy rất ngại và hay bị líu lưỡi. Tôi sợ phải tiếp xúc với mọi người, ghét cảm giác bị từ chối và kết quả lại hoàn toàn dựa vào may mắn, tức là tôi đã gặp đúng khách hàng. Hồi đó tôi đã nghĩ là như vậy. Tôi làm nghề này không phải vì muốn, mà là vì để sống. Nghề được định sẵn cho tôi thì lại chẳng giúp tôi kiếm được xu nào. Bán hàng là công việc duy nhất tôi được gọi là đi làm lúc đó, và tôi ghét nó. Tôi đã nói với chú của mình, cháu học đại học đâu phải để đi bán hàng. Và ông ấy đáp lại rằng, thì cháu cũng đâu có đi học đại học để bị thất nghiệp. Thế là tôi làm nhân viên kinh doanh. Và trong suốt 2 năm sau đó, tôi rất là ghét nó. Tôi ghét phải gây dựng quan hệ với khách hàng, hỏi những câu hỏi điều tra, ghét phải đưa ra lời đề nghị, ghét bị từ chối và nhiều thứ khác nữa. 32 năm sau đó, trong một cuộc phỏng vấn với Frank Tarkenton, cựu cầu thủ bóng đá Mỹ nổi tiếng và cũng là doanh nhân cực kỳ thành công, ông ấy đã hỏi tôi, anh có tài bán hàng đấy, làm sao để được như vậy? Làm thế nào từ một gã cực kỳ ghét bán hàng lại trở thành người có thể viết ra 5 cuốn sách dạy bán hàng rất chạy và mở ra cả chục chương trình đào tạo như thế? Câu trả lời là khi tôi nhận ra cuộc sống của mình phụ thuộc vào nghề này và quyết định ngừng than thở, tập trung làm việc cho tốt, mọi thứ đã thay đổi. Một ngày, có người tên Ray nói với tôi, anh ghét bán hàng vì anh chẳng biết gì về nó cả đấy. Nghe đoạn băng này thử xem. Sau đó, anh ta đưa tôi một cuốn băng cassette của một người dạy bán hàng. Ông ấy nói về nghề này như một công thức, từng bước một, từ khi gặp khách hàng đến khi kết thúc. Thật kỳ diệu, tôi đã gọi đến công ty đó và hỏi họ còn tập tài liệu nào như thế không, rồi đầu tư hẳn 3.000 đô la và 12 cuốn băng. Mỗi ngày, tôi dành 30 phút đến 1 tiếng để xem video người đàn ông này giảng giải về việc bán hàng. Chỉ trong vòng 30 ngày, tôi bán được số hàng gấp đôi. Thú vị nhất là, điều tôi ghét suốt 8 năm qua giờ lại trở thành cái thứ khiến tôi thích thú. Trong vòng 9 tháng, tôi vào top 1% nhân viên xuất sắc nhất trong ngành và yêu thích bán hàng. Và trong 5 năm, tôi đã mở ra một công ty dạy các cá nhân và tổ chức cách thức bán hàng mới. Nhiều năm qua, tôi đã nói chuyện với hàng chục triệu nhân viên bán hàng chuyên nghiệp từ tất cả các ngành. Có lần, tôi gặp gỡ hàng nghìn nhân viên kinh doanh bảo hiểm ở Scottsdale, Arizona tại Mỹ. Trong phòng hôm đó, gồm toàn những người trung bình kiếm được 970.000 đô la một năm, tôi đã hỏi họ, có bao nhiêu người trong các anh làm nghề này vì yêu thích? Gần như chẳng có ai giơ tay cả. Ở một lần khác, tôi nói chuyện với 3.000 nhân viên marketing ở Vegas, vẫn câu hỏi tương tự và gần như chẳng có cánh tay nào đưa lên. Vấn đề là, bạn không cần phải thích nghề này. Bạn cần tự hiểu toàn bộ tương lai của mình phụ thuộc vào nó và đừng chống lại nó. Rất ít người sinh ra đã thích bán hàng. Những người mà tôi biết họ thích nghề này đều là vì họ đã thành công với nó. Trong 25 năm, tôi chưa gặp ai thất bại mà lại thích bán hàng cả. Những người thích nghề nghiệp của mình đều có hai điểm chung, kiếm được tiền và biết mình đang làm gì. Tôi đã gặp gỡ hàng nghìn người thành công, hướng nội có, hướng ngoại có, nam có, nữ có, người già và trẻ nhỏ cũng có. Họ sở hữu đủ nét tính cách, từ hiếu chiến, thích trực tiếp, coi trọng kết quả cho đến thận trọng và khiêm tốn. Tôi đã giúp hàng nghìn người bán hàng học cách yêu nghề nghiệp của mình. Và đây là kinh nghiệm của chính bản thân tôi. Để yêu thích và kiếm được tiền từ nghề này, bạn phải bắt buộc làm được hai điều. Một là luôn nhớ rằng đây là cần câu kiếm cơm của mình. Bạn không cần muốn làm vì nó, yêu thích nó,
Những việc này sẽ xảy ra sau khi bạn thấy kết quả. Quan trọng là bạn phải gắn bó với nó, coi như là không có sự lựa chọn nào khác. Hai là học cách bán hàng. Kể cả có năng khiếu, bạn vẫn phải học từng bước. Tôi biết rất nhiều người cho rằng họ là người bán hàng bẩm sinh, nhưng sau này, khi tôi đã học được luật chơi, họ vẫn phải tìm đến tôi. Và một khi quyết định gắn bó, bạn sẽ có rất nhiều cái phải học, như cách gây dựng mối quan hệ với khách hàng, cách điều chỉnh thái độ của mình, làm nổi bật bản thân, khi nào nên nói và khi nào nên nghe. Trước khi làm nghề này, tôi nghèo lắm, nhưng khi nghiêm túc học về bán hàng, tôi bắt đầu kiếm được nhiều tiền thật sự, lần đầu tiên trong cuộc đời ấy. Và bây giờ, tôi đã là triệu phú rồi. Bạn có thể có mọi thứ trên đời nếu biết cách bán hàng. Nhiều người sau khi tốt nghiệp, nhận một công việc tốt, họ có thể có 60.000 đến 80.000 đô la một năm. Còn nếu làm nghề này, bạn có thể kiếm được 60.000 đến 80.000 đô la một tháng, nhưng vẫn phải học. Bạn chỉ có thể học nếu thực sự có quyết tâm, và điều này cần sự hy sinh. Nếu bạn sẵn sàng trả giá cho hôm nay, bạn có thể trả giá cho mọi thứ sau này. Trên đây là câu chuyện về hành trình và bí quyết trở thành phù thủy bán hàng của Grant Cardone mà Làm Giàu Từ Kinh Doanh đã chia sẻ với các bạn. Bạn có thấy tâm đắc với bài học bán hàng không nào? Hãy chia sẻ với Làm Giàu Từ Kinh Doanh bằng cách bình luận ở bên dưới bạn nhé. Để tìm hiểu thêm về tư duy và nghệ thuật bán hàng đỉnh cao ở thời đại số, bạn có thể tham khảo thêm cuốn sách Hệ thống bán hàng đỉnh cao của Mod Bunnell. Đây là cẩm nang thiết yếu mà những nhà kinh doanh hàng đầu trên thế giới khuyên đọc. Làm Giàu Từ Kinh Doanh chúc bạn sẽ thành công trên con đường kinh doanh của bạn. Để tìm hiểu thêm và đọc thử cuốn sách Hệ thống bán hàng đỉnh cao, mọi người có thể tham khảo tại cửa hàng Happy Life trên Tiki, Shopee, Lazada hoặc trên website happy.lip. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và đừng quên đăng ký kênh Làm Giàu Từ Kinh Doanh. Ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Làm Giàu Từ Kinh Doanh với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng và marketing. Làm Giàu Từ Kinh Doanh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.